Chào các bạn nhé. Mọi người đang nhìn thấy đó một chiếc TV LG 43UH610T. TV này mình sửa với cái lỗi nó có đèn đỏ ấy. Mình on chúng ta xem nhé. Đó, nó mất đèn rồi. Nhưng nó lại lên, không chạy nhé các bạn nhé. Đó này là có nguồn. Bật lại này, đó, mất đèn rồi lại lên. Cái TV này của một anh khách hàng rất là xa ở tận trên bên Hà Tây, anh ấy hay có công việc anh ấy chạy xe súng Nội Bài này. Mình sẽ sửa cho anh ấy cái điều khiển LG, điều khiển con chuột, không có điều khiển của TV khác, điều khiển mà có giọng nói thì nó ok tất cả rồi, cả một cái bếp từ nữa. Thì anh ấy đem gửi cái này không lâu rồi, mình bận thì mình cháo thời gian, nên là hôm nay anh đến đấy, anh ấy qua anh tiện qua lấy, thì là mình chưa có thời gian làm nên tiện thể trưa nay mình sẽ ngồi mình sửa cho anh ấy. Con này thì mình đang nghi ngờ lỗi nguồn. Còn con này lỗi loa thì khả năng mình cũng có loa mình thay. Mình có một con TV là Cúc 43. Để mình đọc là 43UH610T. Thì hiện tại nhà mình đang có con 43UH61 617T hay là 7 mà gì ấy. Tóm lại nó chỉ khác nhau với số 0 và số 7 thôi. Thì mình nhìn la giống nhau, mình nghĩ là lắp thay nhau được. Thì cái TV kia là khách hàng cho mình, do chết màn nên họ biết mình sửa chữa, họ cho mình vứt 3 năm nay trong góc kia rồi nha mọi người nhé. Mình bật lại này, cái okay, điều khiển này nút bật được nút không này, đã bật được nữa à, đấy bật được rồi, đấy lại mất, và nó không nhận đấy các bạn, đấy nó nhận thì nó mất cái đèn này nhá. Hôm nay là mình đang phán đoán, trước khi mình tháo ra mình phán đoán nhá, là con TV nó sẽ có nguồn cấp trước để nó tạo ra cái đèn đỏ đấy ở chế độ chờ. Sau đó khi chúng ta ấn on ấy, thì bắt đầu là nó sẽ chuyển trạng thái là nguồn cấp sau chạy, thì đó nó sẽ đủ các loại mức nguồn để cho mạch chạy. Nhưng hiện tại là nó nguồn cấp sau nó không chạy chẳng hạn, hoặc nó bị lỗi ở một phần nào đấy thì dẫn tới là nó bị như thế. Thì bây giờ sẽ tháo ra kiểm tra. Thì trong quá trình mình tháo thì mình nói mình có nghe kể khách hàng kể như này này, đó là đầu tiên thì cứ chạy không tự tắt, tức là chạy lên được nguồn không nào, chạy lên xem bình thường nhưng mà tự tắt. Hôm sau có lúc mình không bật được. Thì hôm nay mình để lâu rồi, chắc phải hơn tuần đây rồi. Thì cắm điện thì nó chỉ lên được như thế thôi. Và cái hôm anh ấy đem đến đây thì mình cũng cắm điện mình cũng thử như thế các bạn ạ. Anh vừa đến đây cách đây 30 phút thì các bạn ạ. Mình đi bận, mình cháo thời gian mình làm. Thì bây giờ bắt đầu mình bỏ ra mình làm. Xem có được không để gọi điện cho anh ấy đến, anh ấy lên đấy. TV không phải của anh đấy mà TV của người thân của anh đấy. Chẳng qua là cái công việc của anh ấy là anh hay đi qua lộ xuống sân bay Nội Bài này, đi ô tô ấy. Thì anh tiện anh chở xuống sửa hộ người thân các bạn ạ. Là bây giờ không biết là còn TV mới nữa không thì mình không rõ. Cô sao nó chặt thế nhỉ? TV này chưa tháo ra bao giờ. Các bạn chờ chút rồi cải nó ra nhá. Chắc là toàn lấy thôi các bạn, không có gì đâu bởi vì mình tháo hết ốc rồi. Hai ốc bị đáy rồi. Ố các bạn. Ôi, nó cảm giác như nó không giữ cái ốc nào ở đâu nữa nhỉ. Còn gì còn ốc nữa đâu. Qua nào nó lấy nó cứng đâu. Mấy cái đồ nhựa này lâu năm nó giòn, nó bừa này dễ gãy lắm các bạn ạ. Thì cứ nhẹ nhàng thôi. Đây là con này có mạng nhá. Bo wifi này. Bo chip này. Bây giờ quan tâm con nguồn nhá.
bật điện lên để nhìn. Bo nguồn khá ăn dỉ. Bo nguồn nhìn như thế này thì con này nó chỉ có một bức nguồn thôi các bạn ạ. Nhưng mà cũng có PFC nhé, còn là PFC này. Như vậy là nó khi ở chế độ nghỉ ấy, thì nó chạy ở chế độ chậm, ở chế độ công suất thấp nguồn đấy. Nó khi on lên nó chạy ở chế độ công suất cao này. Zoom gần cho mọi người nhìn nhé. Biến áp nguồn này, quần L của PFC này nha. Chắc này là IC nguồn phần dao động thứ. Và đây là nếu chỉnh như ra, nên bây giờ cứ ghi điện nó các thử xem đây nào. TV giờ nó chết bù lỗ bò khá nhiều đấy các bạn ạ. Cái bò này chúng ta thấy tầm nhu tản nhiệt rất các kiểu này, nên đôi khi nó chạy chập chờn do bò lỗi đấy các bạn ạ. Mình sẽ thử xem thế nào đây nha. Bây giờ mình sẽ không biết mọi người có nhìn được cái đồng hồ không nhỉ. Đó nha, mình sẽ đo trên chính cái con tụ lọc nguồn 500V 550V 460V 680 nhá. Mình đo trên con tụ đấy và mình bấm power để xem nó có PFC nó có lên không, để biết là nó lại power ra đến nó nhé. Đây mình đo này. Hiện tại thì bây giờ là chưa PFC, chưa chạy đâu. Đấy, chỉ được 300V thôi nhé. Và bắt đầu mình sẽ bấm này. Đèn nó đâu nhỉ? Đây. Đấy, mất đèn nên là 308 nhá. Lại về luôn nhá. Như vậy lạnh đã đến IC đến PFC rồi. Lại nhá. Đó, đây là 309 này các bạn thấy chưa? Nhưng mà lạnh đã đến IC rồi, nhưng mà đang có lỗi gì đấy rồi. Dễ bo đi không? Bo hoặc lệnh con IC không chuyển trạng thái chạy, chuyển sang trạng thái on chẳng hạn. Mạch này thì nó sẽ có một cái nguồn 13V ở đây thôi. Chỉ đúng một mức nguồn 13V lên cho bo thôi các bạn ạ. Nên mình có đo thử xem khi ở chế độ on nó có thay đổi không nhá. Mình nhìn thì ở đây có hai con diode chỉnh new này, thì một con này thì chỉnh new ra bao nhiêu volt đây? 15V nhưng mà chập chờn này các bạn ơi. Các bạn, hay là lỗi ở đây này các bạn. Các bạn thấy nó bị rung nhá. Mọi người biết con mọi người đấy, mọi người vẫn cố nhìn được nhá. Cái nguồn này ra đang 19 rồi 13 đang bị chạy rung rung nhá. Tiếp nguồn này vẫn thế. Như vậy là nguồn đang có sự cố mọi người nhá. Mình đang nghe tiếng tách 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 tách. Nguồn có sự cố rồi, tháo nguồn ra thôi. Đây chúng ta đo để chúng ta kiểm tra nhé. Mình biết ở đây có nhút, mình chưa biết là mức nguồn là ra ở đoạn nào đâu, nhưng mình nhìn ở đây thì có khả năng để đo thử đây thế nào. Không phải. Không đo được vị trí này. Power on này, GND này. Hai cái giữa nó là 13V ra. Đó. 13V ra nó cứ 17, 13, 17, 13 như vậy, khối nguồn đang có sự sớ chạy chập chờn nhá. Thôi rút ra. Nhưng mà nó vẫn có đủ từ 13V đấy, nó búc nó vẫn cứ hạ ra được cho chúng ta là nguồn nguồn 5V hoặc 3V 3, nên nó vẫn nuôi được một màn đèn đỏ sáng đấy các bạn ạ. Mình xả tụ này. Đấy, nó xả hết luôn, chả còn tí tụ nào được, tí tích tích ra nữa cả. Chúng ta thấy loa này nghe ấm này, rất là to luôn. Loa có hộp cộng hưởng luôn. Còn đây là cái khối này, là khối đây và LED nhá. Vừa tìm được một cái đầu này mới, đầu ngày xưa dùng hai đầu nó trượt hết rồi. Đầu này khả năng quay chai cũng lấy trộm từ Yamaha. Cái đầu này, đầu bắn trong dây chuyền lắp ráp của Yamaha sao ấy. Đợt trước còn mình thấy có một cái dưới kia ông anh ông vứt phải bao nhiêu. Thời mà mình còn dùng cái không cái khoan pin này đâu, mà mình dùng cái khoan cắm 220 mình dùng ấy. Thời ngày xưa mình dùng ở ngoài quê kia, ngoài dốc cơ chứ không phải ở nhà này. Thế mình đã thấy ông ấy đâu đem cái đấy bao nhiêu về vứt linh tinh à. Đấy nhá, quay trở lại bắt đầu nguồn nhá. Chờ mình lật màn hình, lật điện thoại cái đã, lật máy quay. Đây này cho các bạn này, mình vừa tạm dừng máy quay này. Mình đang tháo dưới lòng đất này. Một con tivi lõi giống hệt luôn.
nó chỉ khác nhau về model, nó có số 1, à số 0 và số 7 thôi các bạn ạ. Mình lấy đúng cái bò này mình lắp đây nhá. Và tất nhiên là mình cũng sẽ cài bo để cho mọi người tham khảo nhé. Đây mình sẽ lắp lên xem nó chạy không ạ. Nói đúng hệt luôn các bạn. Nó khác nhau về cái số 7 và số 0 rồi. Đây là các bạn, bo này còn mới đẹp hơn bo kia. Đây nha. Đó. Còn cái bo đang chết đây này, đang nghi ngờ chết đây này. Bây giờ quay sang TV để mình test thử nhá. Cũng đo thử cho chúng ta tham khảo những như vừa đấy. Biết là bo chết đấy, nhiều rồi. Họ sửa TV bây giờ là cứ mua bo này, họ có sẵn đấy. Để cứ thay thôi. Mình thì mình hay sửa tận gốc. Đây là tiền thẻ mình có sẵn một cái bo sát đây các bạn nhé. Không bắt đúng một con cái mát nha các bạn. Đây nha, để đồng hồ cố zoom gần cho mọi người nhìn được cái màn hình nhá. Mình cũng đo như vừa nãy nhá. Đấy, cũng đã có đèn đỏ nhá. Và mình sẽ đo cái nguồn 13V xem nó có bị chập chờn không nhá. Mọi người chắc là vẫn nhìn được cái đồng hồ nhá. Đó, chế độ chờ nó chỉ có 7,8V thôi các bạn nhá. Chế độ chờ này, và bây giờ mình sẽ bấm on on nhá. Điều khiển đâu nhỉ? Ô này, vừa cầm đây rồi. Nó chế độ standby là khi nguồn ra thấp hơn mà các bạn ạ. Và khi nó on ấy, thì con IC sẽ chuyển trạng thái chặn chạy và PFC cũng chạy được cấp nguồn, mình nó on này. Đó, 13V giữ nhá và đèn đã sáng, nó lên nhá. Đây là đo lại cho mọi người này để chúng ta sẽ biết là khi mà các bạn kiểm tra và nguồn nó mất mô đấy nhá. Đấy, 13V không gì cả và LED đã sáng này, để xem màn hình nó có lên không. Sau đó mình sẽ cài bo cho chúng ta tham khảo nhá. Đấy, lên ok nhá, màn hình này. TV có mạng mà. Đó, bây giờ kiểm quay sang trở lại bắt đầu sửa bo nhá. Bây giờ ghim mỗi cái này nên nó chập tròn. Lưng ra đây này. Mình vừa ra mình dùng chổi sơn mình vệ sinh qua cái bo này. Cái bo này nó làm nó xỉn quá. Xỉn cái ghê gớm này các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ trước khi sửa thì tóm lại là con nguồn này, con bo này hiện tại ở chế độ tắt chờ mà có đèn đỏ ấy, thì là nguồn nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8-9V thôi nhá mọi người nhá, chứ không phải là lên đến 13-16 nó rất mất mô đấy. Thì nó mất mô như thế khả năng là đường FB, đường được phản hồi về con chân FB, con IC dao động này đang có sự cố thì nó sẽ xảy ra như thế. Thì chúng ta phải biết đường đó là những con gì nhá. Nó sẽ có hai con PC87 thì bây giờ chúng ta sẽ nhận diện đâu là con FB, đâu là con mở nguồn nhá. Hai con này có tác dụng như vậy, một con là FB nguồn và chúng ta cần quan tâm là con nào con FB nguồn và con nào là con mở nguồn. Mở nguồn cấp sau. Mở nguồn cấp sau là như nào? Là khi mà chúng ta ấn on ấy, tức là đang đèn đỏ mà mình bấm phím này này thì bắt đầu là nó thông qua cái dòng chảy 1,2 của bên thứ cấp này, nó sẽ tạo dòng chảy 4,3. Nó sẽ làm mở cái nguồn VC cấp cho con IC dao động này. Đây chính là con IC dao động PFC, MOSFET PFC nhá. Diode chỉnh lưu PFC. Mọi người ạ. Nó đấy, chính là nằm trong đây không phải diode chỉnh lưu. Đây mới là con diode chỉnh lưu. Còn đây là MOSFET PFC nhá. Mọi người ạ. Như vậy bây giờ trên là MOSFET PFC. Thì nó sẽ lợi dụng cái đường mở nguồn VCC cho con IC đấy thông qua PC87, nó sẽ tác động vào một cái chân là gọi là chân standby của con IC dao động này này. Để nó còn khi mà tác động là loại bỏ cái chế độ standby thì con IC này sẽ thức tỉnh và sẽ chuyển trạng thái chạy là FB theo cái nguồn tải của 13V và lúc đấy là nguồn sẽ dâng lên 13V chứ không khống chế là còn 8 hoặc 9V nữa. Còn 9V thì sao các bạn nhá. 9 hay mấy lúc mình đo thử con kia kìa.
Thì con IC này thì kể cả ở chế độ cứ ghim điện là nó chạy luôn nha, cứ ghim điện nó chạy luôn để nó có nguồn 8V để tạo ra để cho đèn đỏ đấy các bạn ạ, và cũng là tạo nguồn VCC cho nó, và cũng là tạo cái nguồn VCC chờ để chờ cấp cho con này khi có lệnh power nhá. Thì mình nhìn qua này để mình đoán con nào nhá, chúng ta sẽ nhìn nhá. Con này là khi mà power đấy, nó sẽ có dòng chảy 1,2 này tương đương với dòng chảy 4,3 này, chúng ta sẽ nhìn này, trông thế này nó xỉn thế này thôi nhá, nhưng đây và đây là quận làm việc chính quận nha của cái biến áp này này, còn hai chân ở giữa thì hai chân ở giữa chúng ta sẽ nhìn này, cái xung dương ở đây này, còn đây là cái GND nó vòng ở dưới nhá, đó nó đi về âm này. Con mạch này là mạch chạy thì lửa cầu xuất áp qua tụ nhá, cái mạch công suất này nó có hai móc phét này, đây là mát toàn mạch nhá, khẳng định đây là mát toàn mạch các bạn ạ, nó sẽ về chân âm của ấy này. Thì tóm lại đây là âm này, thì xung dương đây nhá, được đi qua con không ôm này này, nó sẽ được chỉnh đi qua diode này, đó được chỉnh đi qua diode đấy và được lọc bởi con tụ này. Như vậy là ta sẽ có một cái đĩa áp dương ở đây, đĩa áp dương này nó đi qua điện trở 3R3 đi như này, phản hồi về nguồn nuôi cho nó nhá. Đồng thời chúng ta sẽ nhìn này, cái nguồn dương đây nó tới chân C của con bét xéo tẹt bét tẹt tẹt tẹo con chan này nhá. Đây cố zoom gần cho mọi người nhìn để chúng ta hiểu mạch một chút. Nên trên mạch nó có rất nhiều linh kiện. Video này mình cũng không tra dataset, mình cũng chả cần, vừa mình mới dùng cái này mình cạo cái lớp sơn chống ẩm đi để mình đọc, nhưng mà nó mở quá chả đọc nữa, cũng chả cần quan tâm nó nữa, bởi vì nó không động, không chết nó mà. Thì tóm lại cái nguồn dương đây nhá, nó tới chân C con này rồi nhá. B C E này. Mọi người nhá. Đúng rồi nhỉ? Đúng rồi. Thì khi đó là con chăn ngược, khi mà có cực B có điện áp thì nó sẽ mở từ C sang E này, nó sẽ vòng qua gầm này, nó đi qua con diode này nhá. Để mình nhìn xem có đúng không. Chờ mình nhìn á, đang chỗ này đang hơi rối chỗ này. Đúng luôn đây, không rối đâu các bạn nhá. Nó mở nó đi qua diode này được lọc sừng lọc xung diode này và nó đi vòng cái đường này này. Đó. Nó sẽ tới cấp nguồn VCC cho con IC bên này nhá mọi người nhá. Đi qua con 18 một mét tí nữa rồi. Tóm lại đấy là cái nguồn đường nguồn VC để cấp cho con IC đấy. Thì con chan này nó muốn mở ấy, thì là nó phải có điện áp, nó phải có điện áp cấp bậc cực B nhá. Thì đây này, nguồn dương tại đây nhá. Tại chân C của nó chính là đây này. Hàn qua con 102 là con 1K này này. Khi có dòng chảy 12 thì đây coi như là chập nhá, 43 chập. Chúng ta sẽ hiểu như thế nhá. 43 chập thì nó được điện áp thế cao được hàn qua nó đổ thẳng vào cực B đó. Và tại cực B này nhá, nó sẽ có DZ ghim, đây chính là con DZ ghim này. DZ này chắc là DZ khoảng 15V. DZ ghim này thường ấy, nó DZ 15V và nó đi qua một con diode bình thường nữa để về mát, để nó tạo thêm, ví dụ chúng ta cứ hiểu này, đây là 15 DZ là 15V này, thì nó có một con diode xuôi nữa thì nó là 15,6V. Chúng ta hiểu nó là thế nhá. Là 15,6V để cái dòng chảy từ đây sang đây ấy, thì đáng lẽ là 15V ấy, thì chân E ta chỉ thu được tầm khoảng 14V3 thôi, nhưng mà vì có cái dôi thành 15V6 rồi thì nó đi ra là 15V chuẩn. Mọi người nhá, nó thiết kế nó luôn có con DZ D thường xuôi như thế về mát mà mọi người nhá. Thì đó thì mình vừa mới dò cho mọi người để mọi người xác định được đây chính là con PC8787 liên quan đến mở nguồn cấp sau. Các bạn nhá, mở nguồn cho PFC và tác động vào chân FB nữa đấy, mình cũng không cần dò nó sẽ tác động kiểu gì. Thì nó sẽ đi ra tại chân số ấy này này. Thì nó sẽ đi theo cái đường đời 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 chính là đường này luôn đây. Đó, đó các bạn nhá. Để tác động vào chân FB đấy, à chân standby nhá. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ biết đây chính là con PC87 FB rồi mọi người nhá. Thì cái đường FB bây giờ nó lỗi chẳng hạn. Mình nhìn thì nó xỉn này, tụ này chập chẳng hạn này nhá. Nhưng con này nó bị chạy nhấp nhả như thế thì mình đang nghi ngờ là nó mất hoàn toàn FB. Nên bây giờ mình sẽ ghim điện mình đo thử xem đúng không nhá. Và mình nghi ngờ nhìn như là chân đứt này. Con này dị lắm, chân xỉn dị lắm. Đó. Rồi bây giờ sẽ ghim điện tắt thử cho chúng ta tham khảo nhá.
À, con IC này nó sẽ tạo ra hai xung nhá. Để kích hai con móc phét này, chế độ hoạt động là con này mở thì con kia khóa và ngược lại, và suất áp con tụ này này. Và do nó chỉ chạy nguồn đơn thôi, do chính cái nguồn phản hồi về này, do đó nó có mạch bốt cháp, là một cái mạch để tạo ra một cái nguồn VCC riêng để kích một con móc phét mà người gọi là lơ lửng, tức là chân S của nó, à, từ D sang chân S đó chính là con này này, là không nối chung, không phải mát toàn mạch, tức là mát toàn mạch này còn ở dưới cơ. Và nguồn VCC kích trực tiếp được con này, nhưng mà nó tạo ra một cái nguồn bốt cháp để kích con này nha. Mình chia sẻ quá nhiều những cái thiết kế kiểu này rồi, thì các bạn nào xem nhiều, các bạn đã từng xem, các bạn đã ngấm rồi nhá. À, về kim điện này không biết là chế độ này thì nó săn bay hay là chế độ này là nó PFC là chế độ on luôn, thì mình cứ thử nhá. Mình kim điện này nếu bóng sáng là nó sẽ là ở chế độ PFC chạy luôn đấy, không chạy nhá. Như vậy là ở chế độ này ta vẫn phải thu được, phải đo thì đã là ổn định cơ đấy, nó không chạy nhá. Và đâu nhỉ, nó chỉnh như chỗ nào, đây song song hai con luôn. Chúng ta thấy nó mấp mô nhá, nó rất là cao và nó mấp mô nhá. Ở chế độ này nó chỉ có rơi vào tầm khoảng 8V thôi mà mọi người nhá, 8 hoặc 9V đấy. Nó rất là cao luôn, vừa nãy có tải nó sẽ sụt hơn đấy các bạn ạ. Bàn bệnh nó như vậy nhá. Bây giờ mình cứ sửa ở chế độ chờ này. Nó ra đúng là mức điện áp là tầm 9V, 8 hay 9V, nhưng vừa nãy mình không nhìn kỹ lắm, nó vào nó ổn định, nó ok nhá. APC xem đầu tiên. Con đấy con tụ này nhìn đen đen chân này. Đó, chúng ta sẽ nhìn là mình tháo PC này này. Như vậy là chân PC cụt nhá. Chân PC cụt thì ra mất chức năng FB luôn nhá. Bạn nào không có thể nối lại nhá. Đấy chính là cái bàn này mà như anh ấy bảo ấy. Đó là bị chập tròn đấy các bạn, là lúc chạy được sau này ngắt lại mất đấy các bạn ạ. Khi nguồn chập tròn thì bắt đầu nó ngắt, nó không chạy và chỉ chuyển về đèn đỏ thôi mọi người nhá. Con này con PC của bên mở nguồn thì cũng bị nhỉ, nhưng con này mình có sửa cho chúng ta tham khảo thôi. Như mình sẵn cái bo kia, mình sẽ thay cho bác ấy, cho anh cái bo kia luôn. Bo kia nó không xỉn dỉ như này mọi người ạ, thì nó ok hơn nhiều, tiện cái bo có sẵn rồi. Còn chúng ta không có thì kể cả con PC 87 kia thì chúng ta có thể lối được nhá mọi người nhá, lối là chạy bình thường đấy. Đây là do linh kiện chân sắt nó lâu năm quá thì bắt đầu là nó rỉ và nó cụt và nó gây ban các bạn ạ. Đây hai PC 87 khác nhá, khi nó cụt thì nó không còn dòng chảy gì nữa cả, nó không tác động vào chân FB và do đó con IC nó hoạt động theo kiểu lơ lửng, hoạt động theo kiểu lơ lửng là không được khống chế các bạn ạ, nên nguồn ra nó cứ bấp bõm đấy. Nhiều con thì nó như này nó sẽ khống chế là nó không cho chạy đâu, mất hoàn toàn FB. Cũng chưa biết nữa, nó ngấm nó dính vào sao nên mình cứ thể thay thử xem thế nào. Đây này, con tụ này là rất là xỉn luôn này, tụ chân nó cứ đen đen rồi. Ok nhá, bây giờ nó ghi điện test thử nhá. Đo nguồn ở đây nhá. Mình kiếm điện này. Cùng lấy mát ở đây đi. Và đo cái nguồn, chúng ta đã thấy nó đã ra là 8V nhá. Các bạn nhá, nó đã không vọt cao lên nữa rồi. Như vậy là 100% là con này là do chỉ là con PC 87 lỗi thôi. Nhưng con này mình để mà chạy bền ấy, thì chúng ta phải xử lý, mình rút điện á. Phải xử lý hết những cái vị xì xì này này, và kể cả con PC 817 mở nguồn cho con PFC nó cũng bị gì, sắp bị đứt chân rồi. Đây này, zoom lên cho mọi người nhìn nhá. Đây là mọi người này, nó sắp đứt rồi nhá mọi người nhá. Đây là con mình vừa thay. Như vậy là qua video chúng ta sẽ thấy một cái ban rất là dễ, nhưng mà chúng ta phải biết được là con nào, và chúng ta đã hiểu được là à, nó chết như thế thì nó bị như thế thật. Đây chờ mình nghe điện rồi mình sẽ lắp cho chúng ta tham khảo xem nó chạy ngon luôn không. Linh kiện chân tụ nó dỉ nhiều lắm, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn cái bo này này. Cái bo này thì nó có sự bảo quản tốt hơn, nên chân tụ nó vẫn trắng xóa này, nó không hề đen tí nào nhá.
và chúng ta sẽ nhìn những cái mạch điện của nó này. Như vừa nãy con kia thì chỗ này nó xỉn quá xỉn luôn, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy con này bo nhìn cảm giác như mới đấy. Cái con tụ vừa nãy ở vị trí này mình bảo nó đôi khi nó chập nó cũng xảy ra ban như thế nhá mọi người nhá. Bo này thì quá chất luôn. Thôi mình sẽ video này gọi là sửa tìm ban cho mọi người thôi, và chúng ta muốn nó bền con này thì chúng ta sẽ bỏ thời gian ra, chúng ta sẽ xử lý những cái gì xỉn bẩn nhá, là nó sẽ ok đấy. Nhờ gì mình sẽ có sẵn những cái bo này nên mình có thay cho người ta luôn, thay cho người ta luôn, bởi vì những cái bo này thì có thể là cái bo này thì mình cũng có thể cất đấy, hoặc có thể là một thời gian sau mình dã linh kiện thôi, bởi vì cái LG giờ nó ít mà. Nhưng bây giờ quay sang để lắp thử. Lắp test thử nhá. Đây mình sẽ zoom gần cho mọi người xem được cả cái màn hình của nó nhé. Đó, khi mà nó lên được ấy. Ghim điện này, on ở đây cũng được này. Đó, lên được luôn rồi. Ô, xanh màn. Trả lên cái gì ạ? Nó đã khởi động các bạn ạ. Tưởng mẹ hỏng màn thì buồn cười đấy. Lên ok nhá mọi người nhá. Đây để tắt này. Điều khiển đâu nhỉ? Tắt để bật thử lại này. Nó báo không có tín hiệu đấy các bạn ạ. Đây để chờ mình tắt cái đèn. Cái bóng đèn đây thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Con tivi này phải giảm độ sáng xuống, không thì nhanh chết nét lắm các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ cài đặt nó luôn. Tắt này, ok nhá, đèn đỏ đã sáng nhá, on này, đấy đã lên nhá, à nó ghi cái 8232 nhạc trẻ kia, đây là kênh nha các bạn ạ, chả biết meo lu đâu nữa, ở đây setting ở đây, thôi như vậy là nó ok rồi. Ban cuối cùng của nó là do hỏng FB, cụ thể là con chân con PC87 phải đứt. Video này mình gặp là PC87 đứt chân nhá. Có thể các bạn sẽ gặp là nó chập tụ, có thể các bạn sẽ gặp nó là PC87 là chết đứt chết chập, chứ không phải là bị đứt chân như này nhá mọi người nhá. Nói chung ấy là sửa chữa thiết bị này là chúng ta phải có kiến thức, và chúng ta phải tìm hiểu được nguyên nhân chạy, nguyên nhân hỏng như nào để chúng ta tìm cách khắc phục. Đấy, có những cái bo đôi khi như này là nhiều người ta không tìm được đâu, là người ta sẽ mua tìm những cái bo này, mua trên thị trường, gọi hỏi những cái bạn thợ hoặc những người buôn bán bo là mua để thay. Nhưng mình sửa ok nhé. Còn video thì sẽ kết thúc nhé. Mình sẽ lắp cái bo này giả người ta, à lắp cái bo này cho anh đấy. Còn cái bo này thì mình cứ lém ra, sau dùng gì dùng không mình lại giã sát. Chúng ta thấy mình cũng rất là giã sát rất nhiều bo luôn đấy. Giã sát là gì? Là để lấy linh kiện sửa cho những cái bo khác. Nha. Chào tất cả các bạn.